nặng thế. Mình Lý Dương đã cắt rồi. Mình Lý Dương đã cắt rồi. Nhà nó ở đâu? Lý Dương nó cắt cho nhà Chiến Hằng này. Sao này con luống này thì có luống phun cỏ không? Có luống cái này lại không? Luống này là bị bỏ sót rồi không? Không. Chết. Phun vào đến đấy thôi. Đầu ngoài phun. Rồi mưa mà cứ phun. Rồi nó đạm không ạ? Lớn thì nó ăn hết. Nắng một tí nữa hái cho xong rồi. Nắng này lượt cắt được thì sẽ nó lại cái đấy cũng ngắt. Cắt mà để cắt được ấy. Mưa cái nó đã dài nghêu rồi này. Mà mưa cái nó đã dài hẳn nha. Cứ thịt mẹ nó kẻ nó ướt cắt khó như được nè. Rõ. Nó mới thổ. Nó đeo thổ là cứ. Nó cũng cho nó đi. Cắt nó thổi nhéo thổi được đã thế để lại ở đằng sau rác nó cứ nặng nữa nó bẩn ướt ướt lại còn đầy đất nữa toàn thì cát thì cát. Cắt nào nó treo lên luôn đừng chút chút chung 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 rồi nó đo con người ta xong rồi nó treo thắp lên như trên hết rồi. Cắt như cái nước hàng nó đừng đo lên. Mất bao công rồi nha, đừng có đùa. Tiền đấy là ai chịu được. Mì đã biết gọi mày biết chi kéo là mà nghe không mất tội gì mất lắm bảo nó đi như không còn bằng này đáng gì đấy con cụ nhà nó. Dạ? Yên xem mai mấy thằng nó đi nó làm ăn kiểu gì? Đi rồi, đang mua vé ngoài sân Dương á. Chiều nay mua vé à? Chiều nay đang mua rồi á. Mua vé thì dễ không hay nói gì? Dạ thôi, máy bay á? Ừ. Máy bay nó bán sân Dương đầy. Vừa nãy điện đứa cháu hay mua 1.050.000 1.050.000 mấy giờ bay? Nghĩa là từ 6 giờ từ 7 giờ đổ đi từ có nghĩa là 6 giờ đổ đi bay giờ nào thì bay còn 6 giờ thì là có 1.000.000 à có 950.000 6 giờ sáng thì 950.000